37. Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ là thư ký của Từ Tử Xuyên thôi. Những chuyện quốc gia đại sự đó không đến lượt tôi. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Anh cho rằng tôi không biết? Anh là người của chủ nhiệm Điền sao? Sao anh biết được? Chút chiều đó của tên họ Điền, chẳng lẽ tôi nhìn không ra sao? Khương Thành Đạt, chủ nhiệm Điền đối với anh không tệ. Im miệng. Tên họ Điền bồi dưỡng tôi, đó là do ông ta sợ Từ Tử Xuyên một mình làm lớn. Trong mắt ông ta, tôi chẳng qua chỉ là một con cờ. Ông đây không có thời gian ở đây phí lời với anh. Nói, kế hoạch Liệt Phong rốt cuộc là gì? Thư ký Đỗ mất tích rồi. Đúng vậy, những nơi có thể tìm được tìm hết rồi, nhưng mà không thấy người. Lẽ nào nội gián là thư ký Đỗ? Không không không, cái này thư ký Đỗ không thể nào là nội gián. Chắc chắn anh nhầm lẫn, tuyệt đối không phải. Nhưng mà quá kỳ lạ rồi, thư ký Đỗ tuyệt đối không thể là nội gián, bởi vì anh ta là người của tôi. Cái gì? Không không, anh đừng hiểu lầm. Tôi tuyệt đối yên tâm về anh. Chỉ là bây giờ loạn trong giặc ngoài, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ nên làm vậy thôi. Không sao, tôi chức hiểu. Hiểu mà. Thư ký Đỗ vô duyên vô cớ mất tích, tôi thấy có phải ở đây có vấn đề? Anh nghĩ thư ký Đỗ mất tích có liên quan tới nội gián? Không sai. Nếu như anh ta rơi vào tay nội gián, e rằng lành ít dữ nhiều. Kế hoạch Liệt Phong anh ta cũng biết được rất nhiều. Nhưng mà lỡ như anh ta nói hết kế hoạch cho tên nội gián biết, thì chúng ta gặp phiền phức. Vậy phải mau chóng tìm anh ta. Tiêu chức nhất định cố gắng hết sức. Không phải cố gắng hết sức là bắt buộc. Cho dù có lật tung cả Trùng Khánh này lên, cũng phải tìm ra thư ký Đỗ cho tôi. Dân. Khương Thành Đạt, anh dám? Đã đến lúc này rồi, tôi có mà không dám chứ? Đợi đã, tôi nói. Chủ nhiệm Điền nói sao? Nội gián không phải thư ký Đỗ, mà là người của chủ nhiệm Điền kể ở bên cạnh tôi. Trước tiên không nói cái này, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm được tung tích của thư ký Đỗ. Tôi chỉ là lo lắng khi anh ta rơi vào tay nội gián, anh ta sẽ nói ra hết kế hoạch Liệt Phong. Nhưng mà sao anh ta biết nhiều chuyện như vậy? Là chủ nhiệm Điền nói với anh ta. Đừng đóng mò, lục hết tất cả mọi người cho tôi, không tiếc tất cả mọi giá, phải tìm ra tên nội gián cho tôi. Thật ra tôi chỉ biết một bộ phận nhỏ trong đó thôi. Trong rương đựng thứ gì tôi biết. Chỉ là muốn nghe anh nói như thế nào. Nói đi. Trong rương là quân phí đưa đến quân khu số 5. Là tiền giả. Cứng đầu. Sao anh biết được? Cái này không phải gì anh nên hỏi. Nói tiếp đi. Số tiền giả đó dùng để làm gì? Sở trưởng, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Buổi sáng khoa tình báo nói Khương Thành Đạt đưa tài liệu tình báo cho Bộ Quốc phòng. Kết quả mọi người đều không để ý. Vừa nãy Bộ Quốc phòng gọi điện tới, truy hỏi tại sao tình báo đó trì trệ không gửi qua. Tôi phái người điều tra mới biết Khương Thành Đạt không có tới Bộ Quốc phòng. Khương Thành Đạt, nhanh, lập tức đưa người đến nhà anh ta lục soát cho tôi. Không ngờ là anh biết cũng nhiều thật. Tên họ Điền đó cũng thật tin tưởng anh. Trưởng Ban Khương, cái gì nên nói tôi cũng nên nói hết rồi. Anh tha cho tôi đi. Tên họ Điền đó còn nói với anh cái gì nữa? Thật sự hết rồi. Tôi chỉ biết được những điều này thôi. Vậy tiền giả đựng trong rương có mệnh giá bao nhiêu? Số lượng tổng cộng là bao nhiêu?
Cái này tôi không biết. Cụ thể ra sao tôi cũng không nhìn thấy. Không nói lời thật. Những lời tôi nói đi là thật. Trưởng Ban Khương, tôi đã thành thật tới mức này rồi, tôi cần phải tiếp tục giả vờ sao? Khương Thành Đạt, tên phản bội. Cái súng còn mới. Khương Thành Đạt chắc chắn vẫn còn ở Trùng Khánh. Lập tức truyền lệnh phong tỏa tất cả con đường. Sỉ nhục. Đây chính là nỗi sỉ nhục quân thống của chúng ta. Đường đường là đầu não của quân thống mà lại cấu kết với Hưng Nô từ lâu. Nếu không phải những người của đảng cộng sản ra tay tương trợ, xếp chút nữa âm mưu bọn họ đã đạt được rồi. Chút nữa thành công rồi. Chủ nhiệm bớt giận. Bớt giận là tri chức vô dụng. Từ Tử Xuyên, Uổng Công Anh lúc ở đoàn Lam Y đã đi theo tôi. Gia Quy cũng quên rồi sao? Tri chức không dám. Không dám. Tri chức đã ra lệnh truy nã. Nhất định truy nã Khương Thành Đạt. Tôi nói anh biết, trừ không được hắn thì từ chức sở trưởng này đừng làm nữa. Dân, ra ngoài. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng tới Thượng Hải. Cả con đường thì con đường này là dễ chịu nhất. May mà có đoàn trưởng Mạnh. Huynh đệ, trước đây anh có đến qua Thượng Hải này chưa? Lúc trước tôi có qua, phải không? Lúc nào? Lúc nằm mơ. Tôi đã nói chuyện đàng hoàng với anh mà. Tôi chưa tới qua anh hỏi làm gì. Tôi thường nghe người ta nói Thượng Hải này tốt như vậy, lớn như vậy. Tôi thực sự không biết nơi nào tốt. Muốn biết Thượng Hải tốt như thế nào không? Muốn chứ. Được, làm xong việc tôi đưa hai người các anh đi dạo một vòng. Nhưng huynh đệ, lời này là thật sao? Đương nhiên rồi, tôi biết cậu. Một lời đã định. Một lời đã định. Tôi phải nhanh chóng đi nói với Tuyển Nguyễn mới được. Được được. Đội trưởng Mã, đã tới Thượng Hải rồi. Sao tôi thấy anh không vui vậy? Nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ nội gián của quân thống rốt cuộc tìm ra chưa? Tôi không phải nói qua rồi sao? Tên nội gián này sẽ nổi lên mặt nước nhanh thôi. Hỏi một câu không nên hỏi. Nếu như tên nội gián này là đồng nghiệp anh quen biết thì anh sẽ làm sao? Nhiệm vụ mà quân thống giao cho tôi là hoàn thành hành động Liệp Phong. Bất kỳ kẻ nào cản trở, tôi thề sẽ trừ khử. Sao vẫn chưa trả lời lại chứ? Có phải bên Tô Văn Chim lại xảy ra chuyện rồi không? Sở trưởng, có tin tức của Khương Thành Đạt không? Không có. Dự đoán hắn có lẽ đã rời khỏi Trùng Khánh. Rời khỏi Trùng Khánh à? Cậu nghĩ hắn sẽ đi đâu? Tiêu chức cho rằng hắn sẽ chạy trốn về hướng Thượng Hải hoặc Nam Kinh. Nếu như đoán không sai, bây giờ có lẽ hắn đã ở Thượng Hải rồi. Thượng Hải, tổng bộ số 76. Kim Văn, điều tra đồng bọn của Khương Thành Đạt như thế nào rồi? Đang trong giai đoạn điều tra, nhất định phải nhớ kỹ. Một tên tay sai cũng không được bỏ qua. Tuyệt đối không để cho Khương Thành Đạt một chút cơ hội nào. Dân. Gửi điện báo cho nhóm hành động Liệp Phong. Khương Thành Đạt phản biến, mục tiêu Thượng Hải. Nhất định phải cẩn thận. Dân.
Sao vậy? Tìm được nội gián chưa? Là Khương Thành Đạt. Là hắn. Là anh ta. Hơn nữa cha em nói hắn đã trốn khỏi Trùng Khánh rồi. Rất có thể trốn đến tổng bộ 76 ở Thượng Hải. Khương Thành Đạt biết bao nhiêu về kế hoạch Liệt Phong? Cái này không dễ nói. Trước khi hắn bỏ trốn, bắt cóc thư ký của cha em, không biết đã biết được bao nhiêu. Hơn nữa, hắn là trưởng ban chủ quản tình báo, thân thuộc mật mã của chúng ta. Cho nên trước khi mật mã mới đến, chúng ta phải tạm thời ngừng hoạt động, đợi chỉ thị tiếp theo. Nhưng mà thời gian không chờ đợi người. Thời gian, Khương Thành Đạt biết bao nhiêu về việc tiền giả, chúng ta còn chưa rõ. Lỡ hắn tiết lộ chuyện này cho người Nhật Bản, thì kế hoạch Liệt Phong coi như tiêu. Anh đừng vội, đợi chút đi. Có lẽ qua 2 ngày, quyển mật mã mới sẽ tới Thượng Hải. Mong là vậy. Cái chết của Vạn Lý Nhai tiên sinh, chúng tôi rất đau lòng. Anh ấy là bạn của chúng tôi, là đồng minh trung thực nhất của Đại Đế quốc Nhật Bản chúng ta. Đúng vậy. Khương Mộ cũng rất kính nể Vạn tiên sinh. Khương tiên sinh lần này đầu quân qua đây, không biết có đem đến tình báo quân sự quan trọng gì không? Quyển mật mã của quân thống. Tôi nghĩ thân phận của Khương tiên sinh ở quân thống đã bị lộ rồi phải không? Khương Mỗ hổ thẹn. Cho nên bây giờ quân thống đã bắt đầu thay đổi quyển mật mã mới. Quyển này anh đưa tới không có ý nghĩa rồi. E rằng qua vài ngày nữa nó cũng thành giấy dụng thôi. Điều này Khương Mỗ biết. Cho nên lần này tới đem cho ngài một tin tức tình báo rất quan trọng. Mời nói. Khương Mộ chính là vì tin tình báo này cơ hồ mất đi tất cả. Hoàng quân Đại Nhật Bản chúng tôi giữ chữ tín nhất. Chỉ cần tình báo anh cung cấp có giá trị, tất cả những thứ mà anh mất, chúng tôi sẽ đền bù lại gấp nhiều lần cho anh. Không biết ngài có từng nghe qua kế hoạch Sugi? Tại sao cậu lại biết? Kế hoạch Sugi của các người vừa thực thi, quân thống bắt đầu phản kích. Sở trưởng Chiếm Văn, vừa mới nhận được tình báo Khương Thành Đạt quả nhiên đã lộ diện ở Thượng Hải. Tên phản đồ này quả nhiên đi làm chó cho người Nhật rồi. Nhưng mà Khương Thành Đạt phản bội bỏ trốn đã mang lại rắc rối rất lớn cho chúng ta. Chúng ta đã thay đổi mật mã vô tuyến, nhưng mà đội hành động lại không nắm được tình hình. Bọn họ vẫn dựa trên mật mã ban đầu liên hệ với chúng ta. Điều này rất nguy hiểm. Sở trưởng là lo lắng liên hệ vô tuyến sẽ bị Khương Thành Đạt nghe. Khương Thành Đạt là cao thủ làm tình báo, về mặt này hắn rất am hiểu. Nên tôi ra lệnh cho cậu nhanh chóng đưa quyển mật mã mới tới Thượng Hải, nghĩ cách liên lạc với Lý Chính Bạch, sau đó ở lại Thượng Hải toàn lực phối hợp kế hoạch Liệt Phong. Vâng, đây chính là vị trí hiện tại của bọn Lý Chính Bạch, là kế hoạch dự phòng mà lão mèo đã lập ra khi còn sống. Địa chỉ chỉ có tôi và lão mèo biết. Khương Thành Đạt chưa thấy qua. Tiêu chức nhớ rõ. Chiếm Văn à, thành bại như thế nào toàn bộ dựa vào cậu. Sở trưởng yên tâm, tiêu chức nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy, người sát hại Fuji chính là tên Lý Chính Bạch đó. Đúng vậy. Vậy Lý Chính Bạch và đội bí mật của hắn bây giờ đang ở đâu? Theo tôi dự đoán, rất có khả năng bọn họ đã tới Thượng Hải rồi. Cái gì? Vậy bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp canh gác nghiêm toàn thành. Đợi chút, xin ngài đừng gấp. Đối phó với tiểu đội Liệt Phong không cần như vậy. Hay, Khương tiên sinh đúng là mưu tính sâu xa. Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính thức gia nhập vào 76. Tôi đại diện cho Hoàng quân Đại Nhật Bản chính thức ủy nhiệm cậu thay thế chức vụ của Vạn Lý Nhai, toàn lực truy sát đội hành động Liệt Phong. Nhất định phải bắt gọn nhóm của người Lý Chính Bạch. Làm phiền rồi. Dân, tiêu chức nhất định
không tiếc tất cả mọi giá hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ tôi đi tiếp kiến người tiếp ứng Lý Chính Bạch ở Thượng Hải, cắt đứt đường đi của hắn. Lục soát cho ta. Mặc kệ phải trả giá như thế nào, mặc kệ hy sinh bao nhiêu người, nhất định phải giết được Khương Thành Đạt. Tôi biết hắn ở Thượng Hải, cho dù hắn ở Tokyo thì kế hoạch thời gian cũng phải hoàn thành cho tôi. Nhiều nhất tôi cho các người thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu không nhìn thấy xác của hắn thì tôi sẽ bắn các người. Không phải. Tôi biết mà, lão Lý Hồ Tử Xuyên sẽ ra chiêu này với tôi. Đội trưởng Mã, uống trà sao? Nào, uống trà. Đúng rồi, có một việc muốn hỏi anh. Anh nói anh có quen với Khương Thành Đạt không? Khương Thành Đạt không quen thân lắm. Các anh không phải cùng một hệ thống sao? Khương Thành Đạt thuộc bộ phận tình báo, tôi và Thanh Giao thuộc tổ hành động, cho nên không thân lắm. Con người này là người như thế nào? Không ấn tượng. Hình như bề ngoài nhìn rất trung hậu. Vậy chính là một người bề ngoài trung hậu, nhưng thực tế là lão hồ ly gian trá. Nói không sai chút nào. Tôi cũng thực sự không ngờ, thì ra là anh ta. Không biết là có tiểu hồ ly âm thầm cấu kết với anh ta không. Bây giờ sự việc vẫn chưa điều tra rõ, rốt cuộc có tiểu hồ ly hay không, tôi không biết. Hy vọng là không có. Hết nước rồi, tôi đi rót cho anh. Cảm ơn. Người được phái đến Thượng Hải liên lạc với Lý Chính Bạch đều bị Khương Thành Đạt ra tay tàn sát. Người phái đi ám sát hắn. Được rồi, một đám phế vật. Dân Khương Thành Đạt tạo phản thực sự đã đem rắc rối lớn cho chúng ta. Đừng nói với tôi điều này. Cục trưởng rất tức giận. Từ Tử Xuyên, nếu như lần này chúng ta thất bại, không phải chỉ là hai chiếc nón vàng của tôi và anh bị gỡ xuống đơn giản như vậy. Từ Tử Xuyên hiểu rõ. Hiểu rõ. Đội trưởng Tô có liên hệ được với đội hành động Liệp Phong chưa? Theo thời gian mà dự đoán, bây giờ đội trưởng Tô đã tới Thượng Hải rồi. Chuyện gì vậy? Đụng trúng người rồi có biết không? Tiểu tử, cậu đuôi hả? Cậu có mắt không? Tôi đập cậu đấy. Cậu có tin không? Đánh. Đánh. Khốn kiếp.
Good. Good. Đi. Sao không thấy người nữa? Tì chức vô dụng, theo dõi mất dấu rồi. Tì chức cam tâm chịu phạt. Không sao, dù sao cũng còn người khác đang theo dõi. Lần sau chú ý. Sở trưởng, bạn mưu lập kế, tì chức bái phục. Các người lập tức giúp tôi đi làm một việc. Đến tòa báo đăng tin tìm một người. Tôi nói cậu biết, đến thành rồi, tuyệt đối không được gây chuyện. Còn có, các người đây là đi đâu vậy? Chúng tôi vào thành dò thám tin tức. Chúng tôi chủ yếu là chấp hành nhiệm vụ. Đi đi, anh làm việc cho tốt. Cùng Tiểu Quyển. Không được gạt tôi đó. Muốn dụ tôi đi. Tôi giúp cô làm gì? Anh Nhị Lâm, anh không vào thành với họ sao? Có gì mà đi chứ, đâu khác gì Hải Khẩu đâu. Không giống nhau mà. Tôi nghe sư huynh tôi nói, Thượng Hải rất đẹp. Sư huynh cô đi qua rồi? Không có. Anh ấy cũng nghe nói thôi. Thì cũng vậy thôi. Tiểu Quyển cô nương, hay là tôi đưa cô tới sân khấu lớn Thiên Thiền xem thử. Được đó. Khi nào? Bây giờ. Không được. Lý đại ca nói rồi, chúng ta không được đi lung tung. Vậy thì chúng ta đợi kế hoạch hành động Liệt Phong hoàn thành. Được. Đã mấy ngày rồi, Quyển mật mã sao vẫn chưa tới? Anh đoán Khương Thành Đạt sớm đã tính được điều này. Hắn sẽ không để quân thống dễ dàng đưa quyển mật mã mới tới đây. Quyển mật mã mới không tới thì chúng ta liên lạc cách nào với Trùng Khánh đây? Gấp thì có tác dụng gì? Anh còn gấp hơn em. Thế nào, Thượng Hải này có tốt không? Náo nhiệt không? Nghe người ta nói ở đây không tệ. Xem ra tốt thật. Anh xem tòa nhà này cao thật. Cẩn thận. Lái xe không có mắt à? Ở đây thì người đi bộ phải có mắt. Thượng Hải này tốt thật. Chỉ là bị Nhật Bản chiếm rồi. Bọn Nhật thật đáng xấu hổ. Chiếm nhà của chúng ta. Tôi nói anh biết, sớm một cũng sẽ có một ngày chém bọn họ thành thịt vụn. Mua báo đi. Này, toàn nói bậy thôi. Báo bây giờ toàn nói định là Nhật Bản. Đội trưởng Mã, tôi ra ngoài xem thử. Tiểu Quyển cô nương, ăn nhiều chút. Còn có cái này, nấm mèo. Còn có thịt. Cảm ơn anh Nhị Lâm. Ăn nhiều chút. Anh cũng ăn nhiều chút. Được. Thanh Giao, có tin tức của sở trưởng không? Tạm thời vẫn chưa có. Chính Bạch, chúng ta cũng không thể cứ đợi như vậy được. Trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Hàng của chúng ta cũng đã vận chuyển đến đây. Tiêu hết tiền đi không phải là được sao? Đúng đúng, tiêu hết đi. Không được, kế hoạch ở trong đầu tôi. Vẫn cần phải nhiều người hơn. Dựa vào chúng ta thì không đủ. Kế hoạch, cụ thể là gì? Bây giờ tạm thời vẫn chưa thể nói.
Người của mình, mở cửa đi. Tổ trưởng Tô, là anh. Nhanh, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Sao lâu vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi vừa tới Thượng Hải thì bị người của Khương Thành Đạt theo dõi, tốn rất nhiều công sức mới cắt được đuôi. Anh cắt được chứ? Không còn nữa, toàn bộ cắt hết rồi. Nguyễn Mật Mà tới đến chưa? Em đến rồi, vào nhà nói. Đây là Nguyễn Mật Mã mới, cất kỹ vào. Tốt quá rồi, Nguyễn Mật Mã mới tới rồi. Cuối cùng chúng ta có thể hành động. Đợi đã, Thanh Giao, em có thể tránh đi một chút. Anh và Chiếm Văn có vài lời muốn nói. Anh có chuyện gì muốn giấu em sao? Đây là chuyện giữa hai người đàn ông. Vậy các anh nói đi, em ra ngoài. Lý Chính Bạch, chuyện của anh và Thanh Giao, tôi muốn nói với anh không phải chuyện Thanh Giao. Mặt rỗ, anh nói hai người họ trong nhà nói chuyện gì? Nói chuyện tiếp theo hành động như thế nào? Tôi thấy 8 phần không phải. Nói về cô ấy. Tiểu Quyển cô nương, cô tỉnh lại đi. Tiểu Quyển cô nương, cô tỉnh lại đi. Tiểu Quyển cô nương. Tiểu Quyển bị sao vậy? Sao vậy? Anh đừng động, đừng động. Tiểu Quyển cô nương. Tiểu Quyển cô nương. Tôi và Tiểu Quyển cô nương đã hẹn gặp nhau ở trong sân. Đợi sau khi tôi đến thì nhìn thấy Tiểu Quyển cô nương nằm trên mặt đất bất động. Khốn kiếp, là tên khốn nào làm? Ông trời ơi, ông mở mắt ra xem đi. Khó khăn lắm tôi mới có một người vợ, vẫn còn chưa cưới vào cửa, đã chết rồi. Sao số tôi lại khổ như vậy chứ? Có khi nào là người số 76 làm không? Chắc là không phải. Nếu như là bọn họ, tại sao không giết người khác mà chỉ giết một mình Tiểu Quyển? Có khi nào là kẻ thù của Tiểu Quyển? Tiểu Quyển cô nương tốt như vậy, sao cô ấy có kẻ thù được? Không phải người ngoài làm. Không phải người ngoài. Nói như vậy là người của mình rồi. Là ai làm? Ai làm? Vậy Lâm, cẩn thận cướp toàn. Là ai làm? Là ai làm? Các người là ai làm? Mặt rỗ. Các người là ai làm? Anh em, buông tôi ra đi. Bình tĩnh đi. Huynh đệ Chính Bạch nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho anh mà. Anh buông tôi ra. Anh bình tĩnh chút đi. Huynh đệ nghe lời. Nghe lời. Đây có phải là ai đó có tâm đồ bất chính, bị Tiểu Quyển bắt gặp, cho nên giết người diệt khẩu? Sao có thể như vậy được? Không có gì là không được cả. Trước khi Khương Thành Đạt phản bội, có ai biết anh ta là nội gián? Ở đây mà vẫn còn nội gián sao? Mọi người đều bị tình nghi, không ai thoát được cả. Anh nhìn tôi làm gì? Anh nhìn tôi làm gì? Anh nhìn tôi trước. Tất cả mọi người tôi đều nhìn rồi. Sao anh phản ứng mạnh như vậy? Anh có ý gì? Được rồi, chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ngồi xuống. Mặt rỗ, chôn người trước đi. Mặt rỗ, tôi đi với anh. Không, trừ Thôi lão đại ra, không ai được rời khỏi nơi này.
Người chôn cất xong rồi, không có bị ai nhìn thấy chứ? Không có. Huynh đệ chính bạch, rốt cuộc anh nói là tên khốn nào làm vậy? Nhị Lâm, cậu đừng gấp. Vừa nãy tôi đã nghĩ ra rồi, hung thủ nhất định là người ở trong chúng ta. Cụ thể là ai thì trong lòng tôi cũng đã biết rồi. Anh nghi ngờ người đó là ai? Người này chúng ta đã quen biết từ lâu. Anh ta lợi dụng chức vụ dày công ngụy trang, thâm nhập vào nội bộ chúng ta. Sau đó nữa, anh ta ba lần bốn lượt liên hệ với chủ nhân của mình, mật báo tin tức, khiến cho nhiệm vụ của chúng ta rơi vào nguy hiểm. Cuối cùng người này vẫn bởi vì sợ chủ nhân của mình bị lộ mà đã diệt khẩu Vạn Lý Nhai. Lúc đầu tôi rất nghi ngờ tại sao anh ta phải giết Vạn Lý Nhai. Sau đó tôi đã hiểu rõ, thật ra anh ta vốn dĩ không phải là người của Vạn Lý Nhai. Lời nói đã tới mức này rồi, Nghiêm Chính Phương, anh còn gì để nói không? Chính Bạch, anh đừng đùa với tôi nữa. Sao tôi có thể là nội gián chứ? Bỏ súng xuống đi. Động đậy nữa là bắn dở sợ anh. Đừng giả vờ nữa, anh đang bán mạng cho bọn Nhật. Lý Chính Bạch, anh rốt cuộc có ý gì? Tôi thừa nhận với chúng ta có sự hiểu lầm, nhưng từ sau khi tôi gia nhập vào các anh, chuyện nào cũng là tôi xông lên trước, cùng bán mạng với các người, cùng nhau vào sinh ra tử. Anh dựa vào đâu nói với tôi là người của bọn Nhật? Anh đừng ở đây diễn kịch nữa. Uổng công chúng tôi coi anh là anh em, là chiến hữu. Tôi nói anh biết, nghi ngờ anh không phải mới một hai ngày. Từ lúc anh mới gia nhập vào nhóm hành động Liệt Phong thì tôi cảm thấy hành vi của anh rất kỳ lạ. Lúc ở Thú Châu, anh cùng các bạn học của anh Kim Dịch Dũng giống dĩ thông đồng với nhau rồi. Nếu không phải chúng tôi phát hiện sớm, toàn bộ chúng tôi đã chết ở đó. Anh giống dĩ không phải là Nghiêm Chính Phương. Nực cười, tôi không phải Nghiêm Chính Phương thì tôi là ai? Anh giống dĩ là đặc công cao cấp của người Nhật. Ồn ào cả nửa ngày thì ra là anh. Nhị Lâm, tôi đánh chết anh. Lấy Chính Bạch, anh xác định là Nghiêm Chính Phương giết Tiểu Quyển, không phải anh ta giết. Vậy anh ta lấy súng làm gì? May mà tôi chưa nói kế hoạch với anh ta, nếu không hậu quả khó lường. Chính Bạch, xử lý anh ta thế nào? Vẫn là làm phiền anh đến bờ sông một chuyến. Được. Anh nên có ngày hôm nay. Uổng công Tiểu Quyển cô nương suốt ngày gọi anh ta Nghiêm đại ca này, Nghiêm đại ca nọ, sao anh ta có thể ra tay được chứ? Lúc đầu anh ta một mực muốn gia nhập, còn giả vờ nói muốn giúp chúng ta. Thật ra thì anh ta chẳng có lòng tốt gì. Ném anh ta xuống sông thì thật sự quá dễ cho anh ta rồi. Chuyện này do tôi không tốt, tôi sơ suất quá. Tôi có lỗi với Tiểu Quyển, Chính Bạch huynh đệ. Chuyện này không liên quan tới anh, đó là mạng của Tiểu Quyển cô nương. Bây giờ trừ khử Nghiêm Chính Phương rồi, Chính Bạch huynh, bước tiếp theo có dự định gì? Tôi nghĩ kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Chiếm Văn Huynh, làm phiền anh đi thông báo với người tiếp ứng. Ba ngày sau chúng ta tập hợp ở nhà kho số 6 ở bến tàu phía nam. Được, tôi lập tức đi. Mấy ngày nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ổn định lại tinh thần. Còn có anh, đừng đi đâu cả. Thanh Giao, hôm nay anh với em vào thành thăm dò một chút.
Ba ngày sau. Đội trưởng Mã. Đội trưởng Mã, hôm nay vất vả chút, cùng tôi đi một chuyến tới bến tàu. Được thôi, huynh đệ chính bạch. Huynh đệ chính bạch. Cái đó hay là để tôi đi cùng với anh Mã đi. Cả một đoạn đường anh vất vả rồi, sao chuyện gì cậu cũng nghe được hết vậy? Không phải gì muốn tốt cho anh sao? Không được gây chuyện. Được thôi, trông chừng anh ta. Sao vậy? Muốn đặt bạc. Lúc trước dành tiền là muốn cưới vợ. Tiểu Uyển cô nương không còn nữa, tiền để dành cũng không dùng việc gì, không bằng thoải mái mà đánh một ván. Nói cũng đúng. Bảo huynh, chuyện này huynh tuyệt đối không được nói với Lý Chính Bạch. Yên tâm đi, tôi không nói đâu. Đợi một lát tôi tới tìm cậu. Tiên sinh, anh... Làm phiền anh đăng cái này lên báo. Chính Bạch huynh, người tham gia thực hiện kế hoạch tôi liên hệ xong rồi, ngày mai họ qua đó. Được. Trước đó vẫn còn chuyện phải làm. Còn chuyện gì? Ở trong chúng ta còn một kẻ nội gián chưa giải quyết. Vẫn còn một kẻ sao? Không sai. Hơn nữa tên nội gián này còn ẩn náu rất sâu. Đội trưởng Mã, anh và Tất Nguyệt Lan đều là người Tô Châu phải không? Tôi và cô ta không thân. Không thân. Nếu như tôi đoán không sai, người áo đen xuất hiện 3 lần 4 lượt ở Trùng Khánh có lẽ là anh. Người ở vùng ngoại ô Thanh Thành không ngừng tìm kiếm rương gỗ có lẽ cũng là anh. Các anh em đều đứng ở đây, những việc anh làm cần tôi nói sao? Chính Bạch huynh, tôi biết lúc trước tôi đắc tội với anh nhiều lần, nhưng mà anh cũng không thể ngậm máu phun người chứ. Cô Lục, cô không cảm thấy quá buồn cười sao? Chính Bạch, đây là chuyện sao vậy? Đội trưởng Mã sao có thể? Anh ấy đương nhiên sẽ không nói bậy. Cả đường chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, suýt nữa phải đền cả mạng. Có mấy lần chính là đội trưởng Mã anh mật báo tin tức cho kẻ địch. Nếu thực sự là vậy, tại sao anh không báo tôi với quân thống? Bởi vì tôi để anh lại còn có tác dụng. Nói anh biết, để anh lại là để lợi dụng anh, kéo ra kẻ đứng sau. Nực cười, tôi làm gì có kẻ đứng sau chứ? Tôi biết anh sẽ không bao giờ dễ dàng thừa nhận, cho nên chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch cho anh xem. Hành động của chúng ta bây giờ vẫn chưa thể bắt đầu. Tại sao không thể hành động? Trong nhóm chúng ta vẫn còn một nội gián. Anh có chứng cứ gì nghi ngờ đội trưởng Mã? Đội trưởng Tô, trước tiên anh đừng kích động. Tôi nghi ngờ anh ta là có lý do. Nhưng mà có một chuyện, nếu không chịu phối hợp với tôi có thể lợi dụng Mã Vũ Phi dụ Khương Thành Đạt ra. Vậy anh có nắm chắc không? Có, tôi cần một người đi mạo hiểm. Chính Bạch huynh, cho dù anh nghi ngờ tôi, nhưng anh cũng không có chứng cứ chứng minh tôi chính là nội gián. Trong đây nhất định có sự hiểu lầm. Đội trưởng Mã. Đội trưởng Mã, anh còn muốn ngụy biện. Tôi không ngờ anh bơi cũng được đó. Kỹ thuật không tệ, cũng tạm. Anh biết bơi không? Biết. Sao vậy? Nếu như bỏ anh vào bao, ném xuống sông, anh có thể bơi lên lại không? Chính Bạch, anh có ý gì vậy? Không sao, tôi đảm bảo không vấn đề. Cậu phải nghĩ cho kỹ, đến lúc đó mạng của Nghiêm Chính Phương ở trong tay cậu. Anh yên tâm, tôi dám đảm bảo. Nhưng mà không biết mặt rỗ có diễn hỏng không? Tôi chắc chắn không vấn đề. Tôi lại lo lắng Tiểu Uyển cô nương sẽ có vấn đề. Chính Bạch đại ca, tôi có được không? Yên tâm đi, đến lúc đó mặt rỗ và Nhị Lâm đều sẽ phối hợp với cô. Được, nghe anh hết. Tôi cột nói chặt một chút. Anh nên sớm có ngày này.
Diêm Chính Phương, anh chưa chết. Đúng, tôi còn sống. Rất bất ngờ phải không? Chính Bạch Huynh, anh nhầm rồi. Diêm Chính Phương mới là nội gián. Nội gián không thể nào là anh ta. Anh dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Rất đơn giản, nếu như tôi là nội gián thì ở trên đường có vô số cơ hội, có thể đem rương đi. Hà tất phải đợi đến hôm nay?是绝境之后的风。